Thưa quý vị, bản tin sau đây cho hay có một người đã gom đồ từ thiện mang về Việt Nam, rồi người đàn ông thủy sĩ này đã phải đổ đi và đã thốt lên người Việt gian dối. Bản tin sau đây cho hay vào ngày 8 tháng 7 năm 2019, trên mạng xã hội Facebook đã loan truyền một đoạn clip dài hơn 3 phút với nội dung một người đàn ông thủy sĩ cùng với vợ mình là người Việt đã rơi vào cảnh rất bất mãn vì cách hành xử của hãng hàng không Vietnam Airlines. Theo nội dung clip cho thấy, thì người đàn ông thủy sĩ này và vợ đã gom rất nhiều đồ dùng cá nhân như là quần áo, tập vở, bút để về Việt Nam tặng cho trẻ em nghèo. Khi về đến Sài Gòn, thì vợ chồng của ông đã mua gói hành lý để gửi đồ đi cho người cần tặng bằng đường hàng không của hãng Vietnam Airlines. Qua thông báo, thì khi đặt vé, hãng hàng không thông báo là ông được gửi 23kg hàng hóa. Tuy nhiên, thì khi làm thủ tục, các nhân viên của hãng này chỉ cho ông gửi 20kg hàng. Và lúc này thì người đàn ông thủy sĩ thắc mắc, thì nhân viên trả lời rằng trên giấy tờ ghi như vậy, nhưng thực tế quy định chỉ được mang 20kg. Về phía nhân viên hàng không thì còn cho biết là họ không cần quan tâm mục đích của vali đồ đó là đồ gì, không đóng tiền thì không được gửi hành lý. Chưa dừng lại ở đó, một người được cho là đứng đầu của nhóm an ninh hàng không còn nói với người đàn ông thủy sĩ, cứ đọc tiếng Việt đi thì sẽ rõ. Thưa quý vị, trong đoạn clip này thì người vợ của người đàn ông này nói rằng chồng mình cho biết người Việt Nam gian dối. Ông giúp cho người nghèo cả 100.000 nhưng sẽ không cho hãng hàng không này dù 1 đồng vì hãng này đã giàu rồi. Còn về phía Việt Nam Airlines thì nói là không biết gửi hay không là quyền của hành khách. Trước sự việc nói trên thì người vợ đã bật khóc vì cảm thấy rất ấm ức và thấy xấu hổ. Còn người chồng thì đã phải bỏ sạch đồ ra khỏi vali, thưa quý vị.